Ngày nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, việc ứng dụng những công nghệ hiện đại trong điều trị các bệnh dạ dày, đặc biệt là ung thư dạ dày và viêm loét dạ dày tá tràng đang được nhiều khoa học quan tâm. Ứng dụng công nghệ nano vào sản xuất thuốc là một thành tựu quan trọng đáng kể trong ngành y học Việt Nam. Công nghệ nano đã chia tách các hoạt chất quý từ cây nghệ thành kích thước siêu nhỏ, giúp người bệnh hấp thụ tối đa hoạt chất này để chữa ung thư. Cái bột nghệ này, nó không tan trong nước. Và khi mà mình uống vào hoặc mới ăn vào đấy thì hấp thụ rất ít. Thế nhưng mà khi mà chế tạo nó ở cái dạng kích thước nano nó tan trong nước thì như thế là nó hấp thụ tốt hơn rất là nhiều. Quốc công minh mà thường ấy, thì cái hấp thu của nó rất ít, chỉ có 3-4% thôi. Nhưng mà với cái nano quốc công minh thì nó hấp thu tới 95%. Và vì thế cho nên là cái hiệu quả của nó sẽ tăng lên gấp 3-40 lần. Từ lâu, nghệ có vai trò quan trọng trong đông y đối với bệnh dạ dày. Tuy nhiên, để có thể hấp thụ các tinh chất từ nghệ vào điều trị các bệnh lý dạ dày thì đòi hỏi người dùng phải sử dụng với liều lượng cao. Tuy nhiên, với việc ứng dụng nano trong chiết xuất curcumin từ nghệ đang được coi là chất tiêu biểu cho thế hệ mới, các chất chống ung thư từ thảo dược có hiệu lực mạnh, lại an toàn sau khi sử dụng thường xuyên lâu dài. Thưa dược sĩ, khán giả Vũ Đức Mậu ở Thường Tín, Hà Nội có hỏi là tôi bị đau dạ dày nhưng tôi thấy là trong thực tế cuộc sống thì rất là khó để có thể tuân thủ quy định của bác sĩ đưa ra vì còn phải tiếp khách để phục vụ công việc. Những lúc như vậy thì không thể từ chối một vài chén rượu. Xin dược sĩ có thể cho tôi lời khuyên. Vâng, người ta cũng thấy rằng là cái việc mà ăn uống không điều độ mà đặc biệt là trong đó cái việc sử dụng rượu ấy, là một trong những nguyên nhân gây lên viêm loét dạ dày tá tràng và có thể làm cho bệnh nặng hơn. Trong trường hợp mà không thể tránh được thì có thể là tránh bằng cách là chúng ta thay vì uống rượu mạnh thì chuyển sang uống rượu vang hoặc là uống nhẹ nhẹ một chút thôi. Và thứ hai là đặc biệt là không được dùng rượu, uống rượu khi mà cái dạ dày của chúng ta đang đói. Có thể là chúng ta ăn một cái chút gì vào trước khi mà uống rượu, hoặc là có một cái biện pháp nữa là chúng ta có thể uống một cái thuốc mà băng niêm mạc, bảo vệ niêm mạc dạ dày trước khi cái quá trình uống rượu đấy. Uống cả rượu lẫn với cả bia hoặc là những cái đồ uống mà có sinh hơi khác, ví dụ như là đồ uống có ga chẳng hạn, bởi vì nó sẽ gây kích thích cái niêm mạc và chúng ta sẽ bị nặng hơn.